Hãy khéo an trú niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm. Hãy sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành. Này các tỳ kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn trừ. Khi khéo an trú niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, hướng về nội tâm. Thời các tâm hướng ngoại, dự phần vào tổn hại không có. Khi sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành, thời vô minh trừ diệt, minh được khởi lên. Quán bất tịnh trên thân, niệm hơi thở vô, thở ra, tình trị tất cả hành, thường nhiệt tâm, chánh kiến. Vì tỳ kheo như vậy đã thấy rất chân chánh từ đấy ở nơi đây. Vì ấy được giải thoát, thắng trí được thành tựu, lắng dịu thật an tịnh. Vì ẩn sĩ như vậy chắc vượt khỏi ách nạn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con đã ôn bài 85 La Mã. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học bài sớm vài phút. Dạ sư cho phép con được thỉnh pháp sư và con đọc chánh văn ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va rang a ya cha tha san ti ta sa tap ba ra chap ca cha ti ca de se tu tham mang a nu cam bi mang ba chang sa tham ma pe rim vi na yan cha ca yang Sư tăng cha băng thân à phi thâm ma châm măng à cờ ta danh tơ ta tu sạch cha đằng đăng ba bơ thà nay dê và đi xa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng à như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng à trò hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi viết lầm mở đạo dạy đời nhâm vườn lọc dạ ngài dời chân sang tuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ trước khi con thỉnh sư lên con xin được đọc phần chánh văn. Dạ cảm ơn huynh cho bài học kinh tiểu bộ Iti Bút Tất Cá chương 3 ba pháp phẩm 4 bài 86 La Mã. Với vị tỳ kheo hành trì tỳ pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát. Những chữ thực hành tùy pháp đúng pháp, khi vị ấy nói, vị ấy nói đúng pháp không phải phi pháp. Khi vị ấy suy tư với suy tư đúng pháp không
không phải suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điều này, vị ấy trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thích pháp, hân hoan pháp, suy tư trên chánh pháp, tỳ kheo tùy niệm pháp, chánh pháp không tổng giảm. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm, nội tâm được chế ngự, vị ấy đạt an tịnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bằng chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong gươm thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con thấy, con đọc, con thấy có một chỗ con hơi khó hiểu. Dạ, con kính mong sư giảng dạy thêm rộng rãi cho chúng con được hiểu hơn. Hiểu hơn, dạ, cái câu mà để giải thoát những chữ đó. Dạ, con thấy cái câu này con không có hiểu được. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con chưa bà sư? Nếu sư nghe được âm thanh con chứ đã ở trước máy, sư cho con một tín hiệu để con kính dân mít đến sư ạ. À, nhiều tình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư cho con một tín hiệu ạ. À, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay là chúng ta học cái bài số 86 ở trong cái phần chánh kinh á. Thì chúng ta cũng đã nghe của Nhật Quỳnh đọc phần chánh kinh rồi. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tâm tắc. Sau đó chúng ta sẽ học bài học hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Aphiwadeyami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soa Khato Phá-gá-quá-ta Tham-mô Tham-mang Nắc-ma-sa-mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ, đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhati Bano Phagawato Sawakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì sự thật ra có mấy cái từ mà chúng ta cũng hơi thật sự là hơi khó hiểu. Khi mà đọc cái phần chánh văn ra thì chúng ta thấy khó hiểu. Chúng tôi lặp lại ở trong cái phần chánh văn. Vì cái phần chánh văn hôm nay rất là ngắn, cái bài học hôm nay rất là ngắn. Với vị tỳ kheo hành trì tỳ pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát khỏi chữ. Thực hành tùy pháp đúng pháp, khi vị ấy nói đúng pháp, không nói không phải là phi pháp. Khi vị ấy suy tư với suy tư đúng pháp, không phải là suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điều ấy, vị ấy xả trú niệm chánh niệm, xả trú xả chánh niệm tỉnh giác. Thì ở đây đó chúng ta thấy gọi là một vị tỳ kheo hành trì đúng pháp đó, thì cái cách thức đúng nhất đó là để giải thoát. Thì cái chữ mà sự thật ra cái chữ này đó, thêm với những chữ là ở trong cái từ hoặc kép, ở đây là thực hành tùy pháp đúng pháp.
thực hành tùy pháp đúng pháp ở trong cái từ đó, trong cái từ thực hành pháp và đúng pháp. Thì trước tiên đó là ta làm rõ cái việc mà để mà một cái vị đó thực hành pháp tùy pháp đúng pháp đó, thực hành pháp tùy, thực hành tùy pháp đúng pháp. Hiểu ở đây đó là chúng ta hiểu đúng nha, chúng ta hiểu đúng về cái phương diện pháp hành của chúng ta, về trên phương diện thực hành của chúng ta, rồi chúng ta thực hành tuần tự, tuần tự từ cái dễ thực hành cho đến cái khó thực hành, và chúng ta có được cái sự lợi lạc trong cái việc thực hành đó do cái việc mà chúng ta hiểu đúng và thực hành đúng về cái lời dạy của Đức Phật. Tâm của chúng ta có được cái sự hân hoan, đó được gọi là thực hành tùy pháp và đúng pháp. Đó là như vậy. Như vậy thì để mà có một cái có một cái khả năng để mà vị đó thực hành pháp và đúng pháp đó, trước tiên đó là chúng ta sẽ nói đến cái từ pháp cái đấy. Chúng ta sẽ nói đến cái từ pháp. Pháp ở đây đó là trên phương diện pháp hành của một vị hành giả, trên phương diện pháp hành của một vị hành giả, hay nói cách khác tức là cả pháp học lẫn pháp hành. Ví dụ như là một người mà học về Tam Tạng Kinh Điển, học Tam Tạng Kinh Điển, rồi khi mà một người đào sâu về cái việc mà học hành, học Di Diệu Pháp, học A Phi Tâm, là để hỗ trợ cho cái việc mà mình học thông hiểu được A Phi Tâm, là để hỗ trợ cho mình cái việc mà mình thực hành thiền thiền tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. À, như vậy thì có thể nói rằng là một cái vị hành giả đó, trước tiên đó là khi mà mình nói rằng mình thực hành pháp tùy pháp đúng pháp đó, thì cái điều kiện đầu tiên mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là vị đó phải suy tư đúng pháp. Điều kiện đầu tiên là vị đó phải suy tư đúng pháp. Như thế này nè quý vị, trong cái đời sống của chúng ta đó, thì đối với một người phàm phu đó thì dễ bị chi phối bởi phiền não, tham sân si mạng kiến nghi vân vân. Hàng ngày đó là chúng ta thường có một cái điều mà chúng ta suy nghĩ, và nó bị chi phối bởi tham sân si. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà nói đến tham á, thì nó có nhiều cái khía cạnh để mà mình dính mắc lắm. Liên quan đến sắc tinh hương vị xúc này, cũng làm cho mình bị dính mắc. Dính mắc tức là mình mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, lưỡi nếm cảnh vị, và thân xúc chạm, ý mình suy nghĩ. Thì khi mà tâm mình thấy những cái gì mà do căn tiếp xúc với các cái trần cảnh á, mình thấy thích thú, thích thú trong cái cảnh đó. Cái cảnh đó là tùy vào mỗi người để cảm thấy thích thú. Đối với mình, đối với một người nào đó, thì đối với một ai đó, thì cái chuyện này nó không có dính mắc nhiều, nhưng mà cái việc khác nó dính mắc nữa. Thí dụ như là trong cái việc ăn uống thì có những người rất là bình thường, ăn sao cũng được, nhưng mà ngủ á, thì phải ngủ cho nó đàng hoàng. Có nghĩa là ngủ phải giường cao, niệm ấm chân im rồi phải ngủ được. Nhưng mà có người á, thì cái việc ngủ sao cũng được, nhưng mà ăn phải đàng hoàng, ăn phải là đầy đủ các cái thực phẩm để mà mình ăn. Khi mà mình muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, thì nói như vậy để cho chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa một cái người say đắm dính mắc ở trong mỗi cái trần cảnh á, nó đều khác nhau. Đối với mình á, thì đó là bình thường, nhưng mà đối với người khác á, đó là một cái điều mà để cho người ta dính mắc. Đối với mình á, thì có khi á, đối với người khác á, thì người khác dính mắc với những cái điều đó, nhưng mà đối với mình á, thì là bình thường. Chúng ta lưu ý như vậy.
Cho nên là mỗi một cái người đều có cái sự dính mắc khác nhau, dính mắc ở trong các cái trần cảnh khác nhau như vậy. Nhưng mà tụ chung á, là chúng ta đều có cái sự dính mắc ở trong đó, dính mắc trong đó. Cho nên là khi chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta có một cái suy tư, suy tư đến với cái phiền não, bởi vì chúng ta luôn luôn bị sự chi phối của ba cái dục, ba cái tư duy bất thiện, ba cái tư duy bất thiện. Cái tư duy thứ nhất là tư duy đối với tham dục. Cho nên là khi mà mình tư duy về tham dục, đối với các cái trần cảnh mình dính mắc ở trong đó, nó cũng là một sự dính mắc. Rồi đối với một người đó thì họ dính mắc những cái chúng ta thấy rằng là lợi lộc, danh vọng, cũng có là sự dính mắc. Đối với người đó thì có những người đó thì họ thấy rằng đối cái sự lợi lộc á, dù cái gì đi nữa thì họ cũng đặt cái chuyện mà lợi lộc là nhiều, là trên hết. Cho nên ở đâu mà không có lợi là họ dứt khoát là họ không làm, họ không hướng tới. Ý chúng tôi muốn nói lợi trên phương diện vật chất ấy, trên phương diện vật chất. Cho nên là khi mà ở đâu mà không có lợi là người đó họ không có làm, hay họ không có nhúng tay vô. Nhưng hả, có lợi thì dù là chuyện lợi một nhỏ một chút thôi thì họ cũng phải là bằng mọi cách để họ nhúng tay vô, họ dính mắc vô trong đó. Cho nên là đối với người thì danh lợi, đối với lợi thì họ dính mắc. Có những người đó thì cái danh, thậm chí là họ bỏ của cải vật chất ra để họ kiếm được cái danh. Cái danh như thế này, danh như thế nọ, được mọi người biết đến mình, được mọi người khen đến mình, vân vân. Thì cái dính mắc đó đó chính là mình bị sự chi phối của do cái dục tư duy đó. Cái dục tư duy là dục mà cái tư duy mà dính mắc ở trong cái tham, cái tham. Cho nên chính cái đó đó nó làm cho cái đời sống của mình nó mê muội, nó khổ lụy ở trong cái đời sống. Khổ lụy mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình bị cái sự chi phối, hay là mình bị cái sự thiêu đốt ở trong tham ái, trong cái ái dục. Cho nên là nhiều khi nói năng, nhiều khi suy nghĩ, nhiều khi làm việc này việc kia, nó bị chi phối của tham dục đó, mà người đó không biết được là mình đang bị chi phối. Và vậy đó thì cái người đó do cái dục tư duy chi phối. Cái thứ hai nữa đó là cái người bị cái gọi là cái sân chi phối, cái sân chi phối. Cho nên là những cái cảnh gì đó mà chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh ở bên ngoài đó, thì nhiều khi chúng ta thấy rằng là cái cảnh gì mà chúng ta cảm thấy nó không hài lòng, ngay cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, cái đó đó, chúng ta không có thấy được cái thực tướng của nó. Và khi mà chúng ta không thấy hài lòng với những cái cảnh đó, ví dụ bây giờ nè, mình thì muốn là thấy cái cảnh đó nó đẹp như vậy, đối với mình là cho là đẹp, thì mình muốn thấy, nhưng mà bây giờ dở mộng ra mình gặp cái cảnh đó nó không đẹp, hay hoặc là mình nghe cái âm thanh đó, mình nghe cái âm thanh đó nó không hay, cho nên là mình không hài lòng, mình khó chịu, vân vân. Rồi khi mà mình tiếp xúc như là cảnh vị của chúng ta cũng vậy, chúng ta thường là dùng những cái thực phẩm quen thuộc, những thực phẩm mà chúng ta cảm thấy như nó là quen thuộc, là chúng ta ăn uống chúng ta thích thú. Nhưng mà hôm nay có bỗng dưng là có một người nào đó, hay là có một người nào đó cho chúng ta ăn một cái thực phẩm mà chúng ta không thích thú, hay là chúng ta không quen thuộc với những cái thực phẩm đó, thì lòng của chúng ta cảm thấy khó chịu. Cho nên là mọi cái trần cảnh khi mà tâm của chúng ta, căn của chúng ta mà tiếp xúc với các cái trần cảnh mà tâm của chúng ta bị khó chịu ở trong đó, thì cái đó là cái gọi là cái hận tư duy, cái hận tư duy. Rồi cái hận tư duy nữa là nhiều khi đó là có một người nào nhà có đó nói năng hay hành động cử chỉ gì
mà mình lòng khó bội là cái ý, những cái hành động gọi là thô thiển mà bộc ra, tức là mình mắng chửi hay mình đánh đập đâu, mình không hài lòng người đó, thì cái tâm của mình nó đã sinh ra một cái trạng thái là gọi là khó chịu, không hài lòng, gọi là hận tư duy ở trong đó. Cái thứ ba nữa là mình có cái hại tư duy, tức là mình nghĩ đến cái cách này cách kia để làm tổn thương những chúng sinh khác. Nói đến tổn thương thì không phải là mình phải đánh đập người ta không đâu, mà là những cái lời nói hay là những cái suy nghĩ mình nói. Thậm chí mình thấy người ta bị tai nạn, cái người mà mình không ưa, mình nói vậy cho vừa lòng, vậy cho vừa cái tật, vân vân. Bởi vì cái người đó mình không ưa cái người đó, cho nên mong người đó bị tai nạn hay là mong người đó bị khổ sở, vân vân. Thì cái chính cái tư duy đó đó, cái tư duy mà nghĩ đến cái cách để làm tổn thương, tổn hại những chúng sanh cả, đó gọi là hại tư duy. Cho nên là trong cái đời sống của chúng ta luôn luôn có những cái tư duy bất thiện. Mà ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, cần phải có cái tư duy chân chánh. Tư duy chân chánh tức là tư duy thiện, chứ đừng nên tư duy bất thiện. Tư duy thiện cho nên đừng nên tư duy bất thiện. Và bây giờ như thế này nè, như thế nào được gọi là tư duy thiện? Thay vì tâm của mình nó hướng đến những pháp bất thiện, đó là tư duy đến dục, thì mình nên tư duy suy nghĩ đến những cái điều vô dục đi. Nghĩ đến vô dục đó là quán về vô thường. Vạn vật trên cuộc đời này á, là theo Phật á, thì Phật dạy chúng ta đó là quán về các pháp hữu vi đều là vô thường. Cái gì nó có sinh ra thì nó phải có diệt, cái gì nó có hợp thì nó phải có tan, cái gì nó có đến thì nó phải có đi thôi. Chúng ta quán như vậy đó thì tâm của chúng ta không có chấp trước. Chúng ta quán về vô thường, tâm chúng ta không chút chấp trước. Khi mà chúng ta gặp những cái cảnh nó như vậy đó, dù nó đến hay là nó đi, nó hợp hay là nó tan, hay là nó có rồi nó không, tất cả những điều đó thì chúng ta luôn luôn có một cái trạng thái chuẩn bị, một trạng thái sẵn sàng, không có một cái trạng thái hụt hẫng ở nội tâm. Và khi chúng ta quán vô thường như vậy đó, để chúng ta thấy là vạn vật điều là biến đổi vô thường, và chúng ta không có chấp bất cứ một cái thứ gì ở trong đó, dù là cái căn cảnh hay là các cái vật, cái gì mà chúng ta tự chấp vào trong đó, người hay là vật, chúng ta cảm thấy đó là một cái sự đến rồi đi, theo duyên mà đến, theo duyên mà đi, hợp rồi tan, có rồi rồi lại không. Như vậy thì sinh rồi diệt. Vậy thì khi mà mình biết như vậy đó, mình quán vạn vật trên cuộc đời nó vô thường. Cái thứ hai đó, quán về về bất tịnh, về từ nội thân. Khi mà mình quán về bất tịnh của nội thân của chúng ta, hay là ngoại thân của đối với người khác là ngoại thân, vân vân, thì thân của chúng ta đó là 32 thể trược. Phật dạy như vậy để quán mình nhìn soi thấu. Chúng ta thường đó là chấp vào cái thân của mình là bằng cái giả định thôi, tức là bằng cái chế định. Chế định là chúng ta nói là trẻ đẹp cái này cái kia đó. Phật dạy rằng mình chấp giữ tướng chung hay là chấp giữ tướng riêng. Do chấp giữ tướng chung, do chấp giữ tướng riêng như vậy, cho nên là mình mới 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 thấy rằng cái cảnh đó là tịnh tướng. Trong kinh Phật gọi là mình chấp cái đó là tịnh tướng. Tịnh tướng ở đây là cho là đẹp đó, cho là đẹp đó. Cho nên là ở trong nội thân của chúng ta, ngoại thân của chúng ta, đối với mình là nội thân, nhưng mà đối với người khác là ngoại thân, người khác ở bên ngoài, cảnh bên ngoài, thì đều là 32 thể trược. Khi mà mình quán 32 thể trược để mình thấy rõ rằng ở trong thân của chúng ta được bao bọc bởi cái lớp bận nhờ đó, để cho chúng ta đừng có ái chấp, nịch ái đối với cái tự thân của chính mình. Như vậy đó là cái để mà làm cho cái nội tâm của chúng ta không có cái dục tư duy ở trong đó.
dục tư duy là đến với tham. Bây giờ chúng ta là mắt của chúng ta nhé. Rồi cảnh, cái gì do mắt thấy thì cái đó là cảnh sắc ha. Rồi cái tâm mà nương vào căn nào thì gọi là cái tâm đó ha. Ví dụ như tâm vào nương vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, nương vào tai để nghe âm thanh thì gọi là tâm nhĩ thức, nương vào mũi để ngửi được cái mùi thơm thì đó gọi là tâm tỷ thức. Rồi cái nương vào lưỡi để biết được cái cảnh vị thức ăn thức uống, đó là tâm thiệt thức. Mà nương vào thân để sự xúc chạm ấm im nóng lạnh ra sao đó thì cái đó đó được gọi là tâm thân thức. Thân thức. Rồi cái gì mà nương vào trong tâm của chúng ta để biết được cái cảnh pháp thì cái đó được gọi là ý thức. Ý thức. Thì quý vị thấy rằng là khi mà mình nói đến cái, mình tư duy về ba cái pháp bất thiện như vậy đó, thì là cái người mà tư duy về ba pháp bất thiện như vậy đó, thì cái tâm không được định tĩnh, cái tâm không được trong sạch, không được trong sạch. Trong khi Phật dạy rằng một người phải có một cái sự suy tư đúng, tức là tư suy tư về vô dục, suy tư về vô hận. Khi nói đến vô hận á, thì Phật dạy mình phải nên có một cái tâm từ, tâm từ, tâm từ với muôn loài, muôn loài. Nếu chúng ta không có tâm từ với muôn loài thì chúng ta không thể nào mà phát triển được cái tâm từ của mình. Mình không trao dồi phát triển được tâm từ. Cái muôn loài ở đây đó là chỉ cho các cái loài hữu tình, dù là người hay là không phải người, vật cũng vậy, lớn hay nhỏ, xa hay gần, cũng mong rằng cho tất cả những chúng sanh đó luôn luôn được cái sự an vui ở trong đời sống, luôn luôn mát mẻ với những cái loài hữu tình đó, những chúng hữu tình đó. Khi mà mình có cái tâm từ đó, đó là một cái chất liệu tốt để giúp cho cái nội tâm của mình xóa đi cái sự sân hận. Cái điều nữa đó là khi đối diện với một người nào đó, mình dù là cái người đó có xấu như thế nào đi nữa thì mình nên tìm cái điểm tốt của người khác, nên tìm cái điểm tốt của người đó. Trong cái xấu, ví dụ như là 8-9 cái phần trăm xấu cũng còn có 1%, 2% tốt, thì cái người đó họ có cái tính tốt, mình phải nhìn cái đức tính tốt của cái người đó, rồi mình nên nghĩ cái tốt của họ, thấy cái tốt của họ, để rồi chi, để một cái tâm của mình được cái sự an ổn, an ổn. Như vậy thì một người mà làm cho cái tâm của mình không có sân hận đối với một cái bất cứ cái người nào, loại hữu tình nào, thì cái đó cũng chính là một trong những cái liệu pháp giúp cho mình xóa đi những cái sự sân hận. Người ta có đối xử tốt xấu với mình ra sao thì mình cũng chẳng nên chú ý đến cái xấu đó, mà mình nên để tâm đến những cái gì, để tâm đến những cái đức tính tốt của họ, những cái gì tốt của họ. Cái tốt đó đó nó không phải là đợi làm những cái việc tốt to lớn đâu, chúng tôi nghĩ là như vậy. Giống như là ngài Punna vậy đó, khi mà ngài xin Đức Phật đến cái xứ Sunaparanta để mà ngài hành đạo đó, thì Phật hỏi là cái xứ ngươi đến cái xứ đó, lỡ như là họ chửi mắng ngươi thì sao? Thì ngài Punna ngài mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, họ chửi mắng con nhưng mà họ không có đánh đập con. Thì Phật mới nói tiếp rằng: này Punna, nếu như họ đánh đập ngươi thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, là họ đánh đập con nhưng mà họ không có nỡ sát hại con. Nếu mà mình tập đạo tâm mình được như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, Đức Phật ngài mới hỏi tiếp rằng là nếu mà họ sát hại ngươi thì sao? Thì ngài Punna mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, họ đã giúp con được giải thoát. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái người mà họ xấu với mình, dù là họ tìm cách này kia họ hãm hại mình,
Nhưng mà có một điều đó, họ cũng còn có một cái tốt. Thí dụ như là họ báo trước cho mình, hay là họ làm những điều này điều kia, hoặc là họ xấu với mình nhưng mà họ vẫn tốt với người khác. Thì khi mà mình thấy được cái điểm tốt của người đó, cái tâm của mình nó luôn luôn có được cái sự 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 mát mẻ. Như vậy thì giúp cái tâm của mình hạ bớt cái sân đó đi, hạ bớt, dịu bớt cái sân hận đó đi, cái gọi là hận tư duy đó. Rồi có một điều nữa đó là khi mà nói đến hại tư duy đó, tức là mình nghĩ đến cái cách để mà làm tổn thương những người khác, tổn thương. Chúng ta nói tổn thương đó, là nó có nhiều cái khía cạnh, chứ không phải là dùng dao, dùng gậy, dùng đá, dùng gọc, dùng vũ khí để đánh đập người ta chết gọi là tổn hại đâu, mà là nghĩ đến những cái lời nói làm tổn hại, hoặc là cách này cách kia để ngăn chặn làm cho họ không được có cái sự an lạc á, thì cái đó gọi là gây đến sự tổn hại rồi. Cho nên khi mà một người mà tu tập về cái tâm bi đó, mình thấy rằng có thân của mình á, là khổ, người ta cũng khổ, mình cũng khổ thôi, có thân này là khổ thôi, khổ 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 chung nhất là sanh già bệnh chết, khổ chung nhất là bất tội nguyện trong cuộc sống nè, khổ chung nhất là có cái thân này, biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cuộc sống. Cho nên không phải là chỉ có mình khổ mà người ta cũng khổ. Cho nên khi mà mình quán về cái làm tổn hại đó, tức là không có làm tổn hại những chúng sanh khác, tức là mình tu tập về tâm bi, không nở, không muốn, không nở thấy nhìn chúng sanh khác làm chúng sanh khác khổ, dù là con vật hay là người, hay là xa hay là gần, chúng ta mong như vậy. Thường là chúng ta vẫn có một cái vị kỷ, một cái ích kỷ riêng về chính cái gì của mình. Thí dụ ở đây là người thân của mình, ở đây là quyến thuộc của mình, ở đây là người này tôi yêu, tôi thương, tôi mến, người này tôi quen biết, vân vân. Cho nên là chúng ta giới hạn ở trong một cái khung, ở trong một cái khung, và cái khung đó là chỉ là người thân của mình, thì mình mong cho họ được an toàn, mong cho họ được an vui, mong cho họ không khổ. Trong khi những người khác á, thì mình lại không như vậy, không nghĩ như vậy. Cho nên ở đây tu tập tâm bi á, là trao dồi không nỡ thấy bất cứ chúng sinh nào khổ, dù là xa hay là gần, không phải là thân quý của mình đâu, mà bất cứ chúng sinh nào, dù là xa hay là gần, thô hay là tế, người hay là vật, ở cõi người hay là cõi, ở các cảnh giới khác, thì mong cho những chúng sanh khác không khổ. Thì khi mà mình khởi lên những cái ý tâm như vậy, cái tâm của mình như vậy, đó là mình tư duy một cách đúng đắn, tư duy một cách đúng. Ở đây đó, cái điều nữa đó là chúng ta hiểu được một điều đó, Phật dạy rằng là vì sao chúng ta phải luân hồi, vì sao chúng ta phải luân hồi, có phải đó là do phiền não không? Chúng ta phải đặt một cái câu hỏi, và chính cái câu hỏi đó chúng ta tự giải đáp, có phải là do phiền não không, tức là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ. Và khi như vậy đó thì chúng ta biết rằng cái căn gốc của phiền não sanh ra để tạo nên cho chúng ta cái đời sống luân hồi này có sự hiện hữu, và khiến cho chúng ta có hành động. Và khi chúng ta hành động là chúng ta có đầu tư, chúng ta có tích lũy, chúng ta có tạo trữ, và chúng ta có đầu tư ra. Và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải có kết quả, là kết quả của đời sống luân hồi này. Dù chúng ta là hiện thân của thân người này, hay chúng ta hiện thân của một vị chư, một vị thiên, hay là chúng ta hiện thân của một vị phạm thiên, thì cái khổ chung nhất là như vậy. Cái khổ chung nhất là như vậy. Cho nên khi mà mình quán về về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, hay là quán về mỗi chúng sinh đó, đều có một cái nghiệp riêng đó, thì chúng ta không nỡ làm khổ đối với chúng sinh cả. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng chính cái gì làm cho chúng ta phải luân hồi này, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ. Như vậy thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành làm sao để đoạn trừ vô minh, đoạn trừ tham ái, đoạn trừ sự chấp thủ. Thì khi chúng ta đoạn trừ những điều đó, thì cái khổ của luân hồi nó không có nữa.
Như vậy thì chúng ta bằng các cách nào? Đó, tu trong Phật giáo không phải là chúng ta chỉ cầu nguyện không. Không phải là cầu nguyện là duy nhất, là điều duy nhất. Mà là cái việc mà chúng ta thấy được cái hệ quả của nó là có thân ngũ quẩn này. Cho nên Phật dạy chúng ta là chấp thủ năm quẩn là khổ, đó là vậy đó. Cho nên là làm sao để tận diệt ái, tận diệt được vô minh, tận diệt chấp thủ thì chúng ta mới không còn khổ nữa. Khi chúng ta nói có một cái tư duy đúng như vậy đó, thì bằng cách là Phật dạy cho chúng ta thực hành cái giáo pháp này. Cái điều nữa đó là khi chúng ta suy tư, cái tâm của chúng ta đó có được cái sự an tịnh, thì chúng ta nói Phật pháp đó, chúng tôi nói ở đây đó là chúng ta khi chúng ta nói Phật pháp đó, thì nói những cái điều đúng với chánh pháp, không nói những cái lời phi pháp, nói lời đúng với chánh pháp. Ở đây đó, chúng tôi nói điều này luôn, mình nói chơi riết cũng quen, mình nhái người ta cà lâm riết rồi mình cũng quen, mình nhái người ta nói ngọng riết mình cũng quen, mình nói nghiêm túc riết nó cũng quen, cái gì cũng vậy. Cho nên là cái điều gì khi mà mình nói cũng vậy. Chúng tôi nói ở đây đó là thí dụ như là khi mà mình nói đến Phật pháp thì mình nên nói đến dựa vào kinh điển, dựa vào những cái gì trong Tam Tạng kinh điển Đức Phật dạy, dựa vào những gì mà mình học được từ ở các cái bậc tiền nhân đi trước, các cái bậc trưởng lão đi trước. Mình học được những cái hay của những cái vị đó, và mình dựa vào trong kinh, trong điển như vậy, kinh điển như vậy, Tam Tạng kinh điển như vậy để mà mình nói. Cho nên là không phải là cái đó mình thích mình mới nói, mình không thích mình không nói, không phải. Cho nên cái thích và cái không thích của mình coi chừng nó sai. Cho nên là nhiều khi những cái pháp môn tu hay những cái phương hướng, những cái việc làm của người khác mà mình thấy mình thích thú, nhưng mà mình không có một cái sự căn cứ vào đâu hết á, không có căn cứ vào kinh, không có đối chiếu với luật, rồi chúng ta chỉ thấy thích thú làm vậy, mình thích thú theo, thì coi chừng cái thích thú đó nó chưa có phải là đúng đâu, chưa hẳn là đúng. Cho nên là chúng ta cần phải căn cứ vào kinh luật. Kinh luật Đức Phật dạy ở trong kinh Kalama đó, trung bộ kinh đó, Đức Phật ngài nói là chớ nên tin những gì do truyền thống để lại. Chớ nên tin những gì do kinh điển để, chớ nên tin những gì do thầy tổ để lại, như chớ nên tin những gì do đại phần đông đa số tin theo những điều đó. Mãi xem coi những điều mà chúng ta tin đó đem ra thực hành, coi có đem ra thực hành rồi so sánh với kinh, đối chiếu với lực, khi chúng ta thực hành chúng ta được an vui hay không. Thì khi chúng ta đo chánh với kinh, đúng với kinh, chúng ta đối chiếu với luật, đúng với luật, và khi chúng ta thực hành thì chúng ta cũng được cái sự an vui nữa, thì lúc đó chúng ta mới thực hành theo, mới thực hành theo. Cho nên những cái điều kia đó, Đức Phật dạy rằng chớ nên tin những gì do truyền thống để lại, chớ nên tin những gì do kinh điển để lại, chớ nên tin những gì do bậc tiền nhân để lại, chớ nên tin những gì đại đa số tin những điều đó mà chúng ta lại tin. Cho nên ở đây đó là Đức Phật cho chúng ta có một cái trí tuệ để suy xét lại mọi vấn đề, mọi vấn đề, cả cái việc học và hành của chúng ta là như vậy. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mình nói đến chánh pháp, nói năng cũng vậy, Phật cũng có dạy rằng thầy tỳ kheo, khi mà các thầy tụ họp nhau, tụ hội nhau đó, có hai việc cần làm. Một là nói năng như chánh pháp và yên của bậc thánh. Hai cái điều này rất là quan trọng. Nói năng như chánh pháp là sao? Là chúng ta dựa vào kinh điển, dựa vào Tam Tạng kinh điển để chúng ta nói, chứ không phải nói theo sở thích của mình, nói theo sự khuynh hướng của người khác, hay là nói theo cái gì đó, mà chúng ta cần phải nói theo kinh điển. Rồi nếu chúng ta có yên lặng, gặp nhau mà chúng ta yên lặng với nhau, thì chúng ta hãy giữ cái tâm thanh tịnh, chúng ta giữ cái sự yên lặng cả thân khẩu ý của chúng ta, không có để cái sự chao động của chúng ta. Thì như vậy đó là yên lặng của bậc thánh, giữ cái tâm của mình được an tịnh.
Và khi cái tâm mình được an tịnh như vậy là giống gần giống như là cái tâm của các bậc thánh. Cho nên nếu chúng ta có gặp nhau thì có hai việc cần làm. Một là chúng ta nói năng như chánh pháp, hai là chúng ta yên lặng của bậc thánh là như vậy. Bây giờ do hai cái điều đó, một á là do chúng ta suy tư đến những điều chánh pháp, suy tư đúng pháp chứ không phải là suy tư phi pháp. Cái thứ hai là chúng ta nói năng á, thì nói năng đúng chánh pháp chứ không phải là chúng ta nói năng một cách phi pháp. Hai cái điều đó giúp cho mình á, là thực hành trong cái việc thực pháp đó là như vậy. Thực hành tùy đúng pháp. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy như thế này nè: vị tỷ kheo mến pháp, thích pháp, tâm tư hàng niệm pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Như vậy thì trước tiên là chúng ta phải quan hỷ, suy tư đến những cái lời Phật dạy, suy tư với những lời Phật dạy, suy tư với lại những gì mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Mọi việc chúng ta suy tư quán nhân duyên, quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, quán về bất tịnh, quán về những cái pháp không đúng đắn, vân vân. Khi chúng ta quán về những điều đó đó là giúp cho chúng ta có được, thấy được giữa là khi chúng ta thấy được ở trong kinh và chúng ta so sánh với cuộc đời của chúng ta, cái kiếp nhân sinh của chúng ta nhìn lại rồi chúng ta mới thấy rằng là chúng ta hoan hỷ ở trong cái việc mà chúng ta tin ở nơi lời dạy của Đức Phật và thực hành trong cái lời dạy của Đức Phật. Từ cái việc mà mình hoan hỷ rồi cái tâm tư của mình á, mới có thể gắn niệm ở trong cái đời sống. Quý vị thấy không? Nhiều khi là mình thấy những vị mà hành thiền đó, những gì mà họ cần nói thì họ nói, không cần thôi. Cho nên là vô trường thiền đó, là cái món quà mà trao cho nhau tốt nhất là chỉ có sự yên lặng. Yên lặng. Bởi vì sao? Mình cũng cần yên lặng và những người chung quanh của mình cũng cần yên lặng. Và cái yên lặng ở đây đó là không phải để cái nội tâm, chúng tôi nói cả cái không gian yên lặng, cả luôn ở trong cái nội tâm yên lặng. Tức là cái nội tâm của mình không bị những cái tư duy bất thiện, mà mình luôn luôn có chánh niệm ở trong cái đời sống của mình. Chánh niệm. Khi một người mà có chánh niệm cả đi, đứng, nằm, ngồi trong mỗi khoảnh khắc đó, cái người đó chính là một cái người hành trì theo giáo pháp của Đức Phật và tùy theo pháp của Đức Phật. Và khi nào mà cái tâm mà sinh ra một cái sự hoan hỷ và cái tâm của họ luôn luôn chánh pháp. Ở đây chúng tôi muốn nói là khi mà đã suy tư rồi thì cái tâm của họ luôn luôn gắn với cái đề mục. Gắn với cái đề mục. Cái đề mục đó họ không rời. Họ gắn cái tâm của họ vào trong cái đề mục. Theo cái tự nhiên là họ đã tập cho họ có một cái vị thiền sinh. Cái vị thiền sinh có tập cho mình một cái đời sống chánh niệm như vậy thì đi đứng nằm ngồi như thế nào mình cũng luôn luôn có cái chánh niệm. Bởi vì sao? Chúng ta hiểu rằng chỉ có khi nào chúng ta muốn được giải thoát, chỉ có khi nào chúng ta loại trừ những cái tham sân si đó, hay là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy đó, thì chúng ta mới đạt được cái sự giải thoát. Cho nên đó cũng là một trong những cái bước. Quý vị thấy rằng là một vị mà chứng thiền cũng vậy. Để mà chứng thiền đó thì không phải là dễ đâu. Và không phải là dễ đâu. Vị đó phải dọn cái tâm rất là thanh tịnh để đạt được cái một cái trạng thái ở nội tâm thật sự là hoàn toàn an tịnh. Thì vị đó mới có thể chứng thiền được. Vị tỷ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Trong chánh kinh là như vậy. Cho nên là khi nào mà mình tâm mình lìa được những cái sự là sắc đẹp, tiếng hay, tâm không tham đắm ở trong ngũ dục á, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì cái tâm của mình ly ra những vượt ly những cái điều đó, thì cái tâm mình mới có thật sự là an tịnh, rồi mới có thể chứng được cái trạng thái ở nội tâm là chứng được sơ thiền. Cho nên điều đó nó rất là cần thiết. Và ở đây đó, quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy là thích pháp hân hoan pháp, suy tư trên chánh pháp,
tỷ kheo tùy niệm pháp, chánh pháp không tổn giảm. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm, nội tâm được chế ngự, vị ấy đạt an tịnh. Vì thị thấy, cho nên là ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng trong cái đời sống hàng ngày, thứ nhất là chúng ta phải tập cho mình có một cái tư duy chân chánh. Tư duy chân chánh, tránh đi những cái tham dục, tránh đi cái sự sân hận, tránh đi cái sự não hại, không có suy gì đó. Và khi mà mình tư duy như vậy là tư duy chân chánh. Khi tư duy chân chánh thì mình nói năng cũng vậy, nói năng cũng vậy. Nói năng phải dựa vào kinh điển, nói năng phải dựa vào chánh pháp. Để chi? Tránh những điều phi pháp đó, tránh những điều phi pháp. Và hai điều đó đó hỗ trợ cho mình việc thực hành ở trong tùy pháp này, thực hành tùy pháp này, tùy đúng pháp này. Như vậy thì khi mà mình đạt được ở cái nội tâm an tịnh, để mà mình tâm mình lìa khỏi các cái pháp triền cái, thì trong kinh gọi đó là tâm tâm giải thoát. Tâm mình lìa khỏi những cái pháp triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. Những cái pháp đó đó, những cái pháp triền cái đó đó, nó che ngăn, nó làm cho cái nội tâm của mình không sáng suốt, không minh định được, không minh định được. Và vì vậy cho nên là mình bị khổ lụy hoài. Và như vậy thì một cái người tu tập đó là để loại trừ những cái pháp triền cái đó. Xa hơn, để mà mình thấy được là thật sự ra là cái căn gốc của phiền não đó là do vô minh, do tham ái và do chấp thủ. Khi nào mình đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được vô minh là chúng ta biết rằng chúng ta chấm dứt được khổ. Khi nào không còn nịch ái với tự thân của mình nữa, mà trong kinh gọi đó là sự chấp thủ đối với năm quẩn. Trong kinh gọi đó là sự chấp thủ đối với năm quẩn. Cho nên cái năm quẩn này là cái hiện khởi của cái hệ quả của đời sống luân hồi, là do vô minh tham ái chấp thủ. Và cái việc tu của mình có nghĩa là mình làm các công đức thiện sự, mình tu tập về phước đức, phước trí, phước vật gì đó. Chúng ta tu tập là nhằm để bồi bổ, để gọt sạch những cái phiền não, gọt sạch những cái phiền não để chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Đặc biệt là khi nào mà đoạn trừ được vô minh, tham ái và chấp thủ thì chúng ta mới không còn khổ đau nữa. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài nói là một cái vị mà thực hành tùy pháp đúng pháp, có nghĩa là cần hai cái yếu tố. Một là chúng ta suy tư, gọi là chánh tư duy đó, chúng ta suy tư một cách đúng đắn, tư duy về vô dục, tức là không tham, tư duy về vô hận là không sân, tư dù vô hại tức là không não hại chúng sanh khác. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa là khi chúng ta suy nghĩ chân chánh như vậy thì chúng ta nói năng là nói năng như chánh pháp, nói năng là dựa trong kinh điển, nói năng là dựa vào chân lý, nói năng là dựa vào tam tạng kinh điển. Như vậy thì giúp hỗ trợ cho cái việc mà chúng ta thực hành pháp, qua cái việc chúng ta thông hiểu được cái lời dạy của Đức Phật trong tam tạng kinh điển, rồi chúng ta áp dụng đó ở trong cái đời sống thiền tập của chúng ta. Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta luôn luôn giữ cái tâm của mình như là một người giữ con mắt duy nhất của mình còn lại thôi. Quý vị thấy là trong kinh nói rằng mình giữ chánh niệm, giữ cái tâm của mình giống như là một người còn có một con mắt duy nhất thôi. Mình giữ, mình quý nó như thế nào, mình trân quý nó như thế nào thì cũng như vậy, mình giữ con mắt của mình cũng như vậy. Cũng như là một người tu tập giữ cái tâm của mình lúc nào cũng có chánh niệm và tỉnh giác, không có bị sa sút, không bị chi phối bởi dục tư duy, hận tư duy hay hoặc là hại tư duy, thì chúng ta mới đạt được cái sự an tịnh giải thoát ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng tu nữ Phật tử chúng ta được an lạc,
để chúng ta dũng mãnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Chúng tôi xin được phép xuống. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân mức đến sư. Vata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha na pha vena sara sati bhavantu te bhavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma na pha vena sara sati bhavantu te bhavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha na pha vena sara sati bhavantu te. Tất anh phu ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra hoa si ni thu pê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca bồ sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sappana puta sukhi tapawan tu te cha la mu cha ye pi cha na sampawa samse da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang ma ti cha te sappe pi dukkha saharon tu sankha yang tha tu chi rang sa tang tham mo Thammathara chaputkala Sankho ho tu samakho va Athaya chahitaya cha Amhe rakham tu sakthammo Sappe pi thammacharino Uttim sampapuneya ma Thammariya pawe di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.